Minh được tử vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng chạp năm Tân Sửu Ngày này là ngày Bính Tý tháng Tân Sửu năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thuộc Bảo Quang giờ Thân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc Ngọc Đường giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc Tư Mệnh giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, thuộc Thanh Long giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Minh Đường Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thìn lao, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh Giãn hạ thủy, ngày bính tí, tức, chi khắc can, nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày hùng. Vài nạp âm, giản hạ thủy, kỵ tuổi canh ngọa, mậu ngọa, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tí, bính thân, mậu ngọa, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày tí, lục hợp với xỉu, tam hợp với thìn, và thân, thành thủy cục, xung với ngọa, hình mão hại mùi, phá dầu và tuyệt tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh ngọ, mậu ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên thành tốt mọi việc, sao cát khánh tốt mọi việc, sao tục thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao lục hợp tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sau thiên lại, sáu mọi việc, sau họa tai, sáu đối với xây dựng nhà cửa, sửa sang nhà cửa, độ mái, sau hoàng sa, sáu đối với xuất hành, sau việt kín chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, Sao phủ đầu giáp, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính Đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tiết 12 con giáp Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. Từ vi tuổi tí, Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn thủ tý đang gặp được ngày có chính ấn năng đỡ cho nên công việc của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều chuyển biến theo chiều hướng thuận lợi bạn mệnh tuổi tý có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và quý nhân sẽ chỉ dạy cho bạn để nhanh chóng giải quyết được những vấn đề khúc mắc mà bạn đang gặp phải với bạn tuổi tý trong ngày này những gì mà bạn không biết sẽ có người ngay lập tức hỗ trợ cho bạn hướng dẫn bài bản. Lúc này, với bạn tuổi tí đừng có giấu những yếu kiếm của bản thân mình. Sự thành thật sẽ mang lại nhiều may mắn cho bạn vào ngày hôm nay. Ngoài ra, với bạn tuổi tí cũng đừng có ngại thử sức với những cơ hội có tính thử thách cao, mạo hiểm hơn một chút. Chắc chắn thành quả bạn nhận lại sẽ rất xứng đáng, rất đáng mừng cho bạn. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tí lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tí đang có điểm báo trong ngày hôm nay, sức khỏe của bạn không được ổn định cho lắm. Có thể vì thời gian qua bạn quá bận rộn với công việc của mình, cho nên không có thời gian để rèn luyện cho cơ thể của mình được khỏe hơn. Bạn cần phải sắp xếp lại thời gian biểu của mình, sao cho khoa học hơn để sức khỏe của mình cải thiện theo chiều hướng tốt bạn tuổi tí nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi tí trong ngày Chủ nhật này từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim công việc có nhiều chuyển biến theo chiều hướng thuận lợi từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có được cơ hội gặp gỡ quý nhân được chỉ dạy tận tình từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa Chớ nên giáo những yếu kiếm của bản thân mình từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đừng có ngại thử sức với những cơ hội có tính thử thách cao hơn từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc sức khỏe bất ổn nên xây dựng lại thời gian biểu của mình sao cho khoa học để cải thiện về sức khỏe của mình tốt hơn và đánh giá của bạn tử tí trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 79, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có chính tài nhập cục cái điều này báo hiệu cho bạn đang có được những tin vui liên quan tới phương diện về tài lộc của bạn ngày hôm nay với bạn tuổi sửu thu nhập của bạn mệnh chủ yếu đến từ công việc chính và bạn chỉ cần làm chăm chỉ thì mọi việc đều ổn định đủ ăn đủ tiêu lại để ra được một khoản tích quốc dư dã không có điều gì cần phải lo buồn cả bạn tuổi sửu nhé với bạn tuổi xỉu không nên tham lam những khoản thu phụ để ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình về sau này. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu bạn còn đang gặp được ngày có lục hợp, quý nhân chia chở, cho nên con đường tình duyên của bạn cũng có được sự khởi sắc không ngừng, tình cảm lứa đôi thêm phần ổn định sau khi cả hai quyết định thẳng thắn trò chuyện với nhau để hóa giải hết những khúc mắc trước đó và càng lúc bạn mệnh càng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương, mối quan hệ của hai bạn ngày càng bền chặt, êm ấm hơn. Trong khi đó, đối với những bạn đang quản độc thân trong ngày này, cũng có thêm được nhiều cơ hội để thoát khỏi những cảnh chăn đơn gối chiếc hiện tại. Bằng sức hút của riêng mình, bản mệnh tuổi sửu cũng có không ít những vệ tinh vây quanh với những đối tượng theo đuổi trước mắt, có thể có những điểm khiến cho bạn vừa lòng, nhưng bạn cũng cần phải bình tĩnh để xem xét cho thật chặt chẽ cái đàn bạn tuổi sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này, từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tài lộc được hanh thông nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy lúc này chớ nên tham những khoản thu phụ dễ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mọi việc đều ổn định ăn tiêu thoải mái tử vi tuổi tan sửu thuộc mệnh thổ con đường tình duyên được khởi sắc không ngừng tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đối với những bạn đang quản độc thân có thêm nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng cô đơn. Và đánh giá của bạn tử Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 84, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. từ vi tuổi dần chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên để những suy nghĩ lối mòn cũ cố chấp của bản thân mình ảnh hưởng tới tương lai của mình về sau này với bạn tuổi dần có nhiều điều bạn cần phải linh hoạt hơn trong cách suy nghĩ và cách làm để có thể theo kịp được với thời đại. Trước hết, bạn hãy bắt đầu từ việc thay đổi một vài định kiến hiện tại của mình cái đã nhé. Và với bạn tuổi dần trong ngày này, còn nếu như bạn cứ mãi khang khang cho mình là đúng và không chịu thay đổi thì sẽ chẳng thể nào làm nên được thành tựu lớn đâu. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, dù bạn vốn là người nhiệt tình, năng nổ với công việc, nhưng đôi khi lại khá cố chấp và ngang bướng với sự lựa chọn của chính mình. Và để rồi, khi bị phản đối, bạn dễ nảy sinh lòng, chán nản, muốn bộ cuộc dựa chừng, cố gắng khắc phục điểm này đi bạn tuổi dần nhé. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng, cái điều này cho thấy về con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay lại có phần được vượng sắc đào hoa nở rộ. Các cặp đôi có được một ngày êm đềm, hạnh phúc bên nhau. Bạn cảm thấy thật là may mắn vì đã tìm được người hợp duyên, hợp ý, có thể san sẻ và dựa dẫm vào nhau cả đời nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này. Từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy trở nên để những suy nghĩ theo lối mòn cũ ảnh hưởng tới tương lai của mình. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cần phải linh hoạt hơn trong cách suy nghĩ và cách làm việc của bản thân. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ hãy bắt đầu từ việc thay đổi một vài định kiến cố hữu của bản thân từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên thay đổi việc dễ bùa cuộc giữa chừng mỗi khi bị phản đối từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim con đường tình duyên được vượng sắc đào hoa nở rộ đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 80, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc ca tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu cái điều này làm cho bạn tuổi Mão đang có điểm báo sẽ phải chịu không ít áp lực trong công việc ngày hôm nay và ngày này với bạn tuổi mão mọi thứ độ dồn lên vai của bạn khiến cho bạn cảm thấy vô cùng là mệt mỏi và khó tránh được những lúc nghĩ tới chuyện buông xui nữa nhá. Bên cạnh đó, trong vận tình ngày Chủ nhật này với bà tuổi mão lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ tô thêm bức tranh trong vận trình của bạn trong ngày hôm nay, thêm màu sắc ảm đạm khi tiền bạc đang có điểm báo, có sự thất thoát, khó kiểm soát được. Có vẻ như chuyện kinh doanh buôn bán của bạn tuổi mão sẽ gặp phải trục trặc, bản mệnh không kịp thời xử lý cho nên càng lúc càng trở nên hoạn loạn và tiền cứ thế tiêu tan theo dòng nước mà thôi. Cái điểm sáng duy nhất trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão đó chính là chuyện tình cảm được êm ả. Bạn mệnh thầm cảm ơn người ấy rất nhiều vì đã luôn ở bên cạnh mình trong những thời điểm khó khăn và mệt mỏi như thế này. Tình cảm của hai bạn ngày càng thêm phần bền vững vì sự sẻ chia quan tâm đến nhau. Vài câu quýt cho bạn tuổi Mão trong ngày Chủ nhật này. Từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy phải chịu nhiều áp lực trong công việc ngày hôm nay tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa mệt mỏi vì mọi thứ dồn lên vai của mình đôi lúc nghĩ tới chuyện buông xuôi muốn bỏ cuộc giữa chừng tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ tiền bạc có dấu hiệu bị thất thoát khó kiểm soát tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc chuyện kinh doanh buôn bán của bạn sẽ gặp phải những trục trặc những điều xảy ra ngoài ý muốn từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tình cảm được êm ả đôi lứa luôn chia sẻ và quan tâm tới nhau và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 14 số 66 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu đen quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi hợi Tuổi tốt tử vi tuổi Thìn chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022 Xem vận tình ngày chủ nhật này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn tác động, các điều này làm cho bà tuổi thìn đang có được một ngày vận tình tươi sáng, làm việc gì cũng có cảm giác thong dong nhẹ nhàng được trôi chảy và đặc biệt là trong ngày này với bà tuổi thìn nếu như có ký kết hợp đồng bàn bạc về hợp tác làm ăn trong ngày hôm nay cũng diễn ra hết sức là trôi chảy thuận lợi, nhờ vậy mà bạn mệnh bộ không ít được lợi nhuận vào trong túi mình nhé. Trong ngày Chủ nhật này với bà Tử Thìn, bạn đang có được báo hiệu tài lộc khá tốt, dù không hẳn là ngồi đếm tiền mỗi tay, nhưng nhờ công việc được trôi chảy, cho nên các khoản thu về với bạn đều đều, rất khả quan, công việc buôn bán, kinh doanh, cũng có lại đều đều, nhờ thiên tài che chở, tuy là không quá đột phá, nhưng với bạn, đó cũng coi là thành công rồi, chỉ cần bạn cố gắng hơn nữa thì không lua, không có được rụng rỉnh tiền tiêu nhắc tuy nhiên trong vận trình ngày chủ nhật này với bà tử thìn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này sẽ ảnh hưởng phần nào tới chuyện tình cảm lứa đôi ngày hôm nay và có thể sẽ nảy sinh những mâu thuẫn từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày với những vấn đề xuất phát từ cả hai phía với bà tử thìn cũng đừng có độ tất cả lỗi lầm lên vai đối phương điều đó chỉ càng khiến cho mối quan hệ của hai bạn thêm phần căng thẳng hơn mà thôi về câu quyết cho bà tuổi thìn trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa vận trình được tươi sáng thong dong nhẹ nhàng tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ việc ký kết hợp đồng bàn bạc về hợp tác làm ăn diễn ra được thuận lợi tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tài lộc khá tốt các khoản thu về đều rất khả quan tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim việc buôn bán kinh doanh đều có được lại về tay từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy chuyện tình cảm nữ đôi có thể sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn do những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 15 số 80 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu xám quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi dần, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ Chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu việc kiếm tiền của bạn trong ngày hôm nay trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và lúc này, bạn mạnh tuổi tỵ cần phải tập trung đầu tư thêm vào công việc kinh doanh của mình. Đừng có để lỡ mất cơ hội bởi không phải vận may lúc nào cũng ở bên cạnh bạn như vậy đâu nhé. Và trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà Tù Tị lại đang gặp ngày có thủy họa bất dung. Cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có nhiều biến động, ngộ hành, xung khắc dẫn đến những cuộc tranh cãi không ngừng giữa bạn và người ấy và ai cũng có cái lý riêng của mình. Nhưng giữa người yêu mà cứ quyết hơn thua đến cùng như vậy thật là không nên chút nào. Và nếu như bạn tuổi tị không hiểu được điều đó thì dù có cố gắng đến thế nào vẫn sẽ xa nhau mà thôi. Và ngày này xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 21 tháng chạp năm tân Sửu thiêu hải thượng là ông, nhân thần nằm ở ngón chân, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm trích ở vị trí này. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh cũng nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính Đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, tránh được những rủi ro xảy ra với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn với bạn rất nhiều. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, cần phải tập trung đầu tư thêm vào công việc kinh doanh của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, vận may không phải lúc nào cũng có sẵn, bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, con đường tình duyên có nhiều biến động, tranh cãi không ngừng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, trong tình yêu đừng có lúc nào cũng có hơn thua một cách rõ ràng nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 49, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ với tuổi ngọ, chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bàn tứ ngọ, cho chúng ta thấy là bàn tứ ngọ trong ngày này đang có điểm báo gặp phải họa thị phi khi đang vấp phải cục diện ngũ hành tí ngọ tương xung. Và ngày này với bạn tứ ngọ, bản mệnh chớ nên phô trương về bản thân mình khuya khoang về tài năng của mình kẹo lại vướng phải những lời đàm tiếu không hay một thái độ khiêm tốn biết người biết ta sẽ giúp cho bạn bảo vệ được mình tốt hơn lại thêm trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tử ngọ đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho mọi chuyện với bạn tử ngọ càng trở nên rối ren hơn, trong các mối quan hệ về công việc bạn cũng không được suôn sẻ như ý muốn, môi trường làm việc đầy rẫy những cạnh tranh thiếu lành mạnh, ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau, đòi hội bản mệnh tử ngọ phải giữ cho mình cái đầu lạnh để có thể ứng phó với mọi tình huống bất lợi có thể xảy ra ngày chủ nhật này bạn tuổi ngọa cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này cũng cho thấy chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang có dấu hiệu đi xuống mối quan hệ của bạn đang ngồi lạnh dần đi chẳng ai muốn chủ động hâm nóng trở lại khoảng cách giữa hai trái tim cứ thế càng lớn dần đối với những bạn đang còn độc thân dễ bị kẻ xấu lừa gạt về tình cảm chỉ vì tính nhẹ dạ cả tin vì vậy bạn phải cần lý tính hơn trong tình cảm nữa bạn tuổi ngọa nhé về câu quyết cho bạn tuổi ngọa trong ngày chủ nhật này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đề phòng tiểu nhân hãm hại gây họa thị phi trở nên phô trương khoe khoang về bản thân mình tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy luôn giữ thái độ khiêm tốn biết người biết ta để bảo vệ bản thân mình tốt hơn tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ trong công việc không được suôn sẻ như ý muốn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, chú ý giữ cho mình cái đầu lạnh để đủ bản lĩnh đương đầu với mọi sóng gió. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tình cảm có dấu hiệu đi xuống, mối quan hệ dần nguội lạnh. Về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tỵ, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý mùi tương hại làm cho bạn đang có điểm báo tiểu nhân quấy phá trong ngày hôm nay với bạn tuổi mùi đang có điểm báo tiểu nhân gây ghét luôn tìm cách ngáng trợ quá trình thăng tiến trong sự nghiệp của bạn chỉ cách một chút nữa thôi là bạn đạt được mục tiêu của mình nhưng kẻ xấu dựa đường đã ngáng chân xông ra chặn lại khiến cho mọi kế hoạch của bạn bị thay đổi theo chiều hướng khó lường. Và ngày này với bạn tuổi mùi, chuyện tình cảm của bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn khó có được một ngày êm đềm như ý muốn. Thậm chí tiểu nhân còn có thể đe dọa tới mối quan hệ tình cảm tưởng chừng nhân luôn bền vững của hai bạn. Với bạn tuổi mùi có thể phải đối mặt với những rạn nứt trong mối quan hệ về tình cảm của mình khi có kẻ thứ ba đang có khả năng tấn công vào hai bạn nhé trong vận trình ngày Chủ nhật này với ma tuổi mùi lại đang gặp được ngày của chính tài nhập cục. Cái điều này sẽ vớt phát được chút may mắn trong vận trình của bạn ngày hôm nay với bạn đang có được những báo hiệu có tin tích cực cho con đường tài lộc. Công sức của bạn dù sao cũng không là ủng phí vô ích. Tuy thành quả của bạn thu về không nhiều nhưng cũng đủ để khích lệ bạn tiến lên phía trước tiếp tục con đường mà mình đã lựa chọn về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện ngáng trở quá trình thăng tiến của mình. tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy kẻ xấu ngáng trở khiến cho kế hoạch của bạn bị thay đổi theo chiều hướng khó lường. tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa mối quan hệ về tình cảm rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào. tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ con đường tài lộc của ba bạn thu về được những tin tức tích cực từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc thành quả thu về đủ để làm động lực cho bạn nỗ lực hơn nữa Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 18 số 81 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu ghi màu nâu quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi thân chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà bạn đã tính toán và dễ dàng đạt được kết quả mà mình mong muốn thời điểm này với bạn tuổi thân á, bạn gần như không gặp phải cản trở cũng không quá áp lực nặng nề nào cứ từ từ mà tiến lên thôi nhé Chẳng những vậy, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bà tử thân đang có được các thần rất có lợi cho con đường tình duyên của bạn. Các mối quan hệ về tình cảm cá nhân đến tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, người thân đều vô cùng là hài hòa, tốt đẹp. Nếu trước đó có những mâu thuẫn gì, trong lúc này cũng là cơ hội tốt để cho bạn và đối phương gỡ bỏ những hiểu lầm, hiểm khích không đáng có nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này rất tốt cho những bạn đang còn độc thân trên con đường tìm kiếm một nửa thuộc về mình. Với bạn tuổi thân, đừng có vội từ chối lời đề nghị kết thân của một người khác. Thay vào đó, bạn hãy tạo cho họ có được cơ hội để tiếp cận và hiểu hơn về bản thân mình. Từ đó mới có thể phát triển được tình cảm sâu hơn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, mọi thứ diễn ra đúng như dự tính, sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Từ vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, không gặp phải cản trở quá lớn cũng không có áp lực nặng nề nào. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ về tình cảm đều vô cùng hài hòa, tốt đẹp. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, ngày này là cơ hội tốt để cho bạn gỡ bỏ những hiểu lầm không đáng có. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, đối với những bạn đang còn độc thân thuận lợi hơn trên con đường tìm kiếm một nửa phù hợp với mình và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 25 số 98 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Tỵ tuổi Tuất từ vi tuổi Dậu chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bàn tử dậu, cho chúng ta thấy là bàn tử dậu trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành, tí dậu tương phá. Cái điều này làm cho bạn đang cuốn điểm báo trải qua một ngày không được mấy vui vẻ đến với mình. Ngày này với bạn tuổi Dậu, vận khí giảm sút khiến cho công việc của bạn trong ngày không được lý tưởng cho lắm. Có vài chuyện không mong muốn có thể xảy tới với bạn và theo đó bạn làm gì cũng nên cẩn trọng, suy tính cho thật kỹ càng trước khi hành động, thả chậm một chút, còn hơn là nhanh mà sai sót. Nhưng với bạn tuổi Dậu trong ngày này cũng đừng có lo lắng bởi bạn đang gặp được ngày của chính quan xuất hiện kịp thời sẽ giảm bớt cho bạn những áp lực trong ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết đau vào đấy. Sau cơn mưa trời lại sáng, rồi bạn sẽ vượt qua được thời kỳ ảm đạm này để đón nhận những điều tốt đẹp hơn ở trước mắt mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, cái điều này sẽ giúp cho những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm trước đây của bạn và người ấy đều được hóa giải với những ai đang còn độc thân, không vì ngoại cảnh tác động mà sinh ra lo lắng, bạn hài lòng với tình trạng hiện tại và tin rằng duyên của mình sẽ sớm tới với mình mà thôi, không phải lúc này thì sẽ là một thời điểm khác thích hợp hơn trong tương lai. Vài câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, vận khí bị giảm sút khiến cho công việc của mình không được lý tưởng cho lắm. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, làm gì cũng nên thận trọng, suy tính cho thật kỹ càng trước hành động. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, thả chậm một chút, còn hơn là nhanh mà mắc phải sai suốt. Từ vi tuổi tan dậu thuộc mệnh mộc, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết đau vào đấy. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, với những mâu thuẫn trước đó đôi lứa đều được hóa giải. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 69, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. từ Vi Tuổi Tuất, Chủ Nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bạn Tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp được vận trình của bạn Tuổi Tuất trong ngày hôm nay có được nhiều tin vui đáng mừng về tiền bạc. Bạn mệnh tuổi tuất có thể sẽ nhận được sự trợ giúp của mọi người trong việc kinh doanh, buôn bán, lợi nhuận tăng lên cao, không còn phải vất vả, chắt bóp từng đồng như trước nữa tuy nhiên á với bạn tuổi tuất trong ngày này cũng không nên vì thế mà sinh chủ quan rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào bạn hãy cẩn trọng hơn nữa khi lựa chọn đối tác làm ăn với mình tìm hiểu kỹ thông tin đa chiều là điều cần thiết để hạn chế tối đa nguy cơ bị lừa lọc lợi dụng mà bạn có thể gặp phải do tính cả tin của mình nhé ngày này với bạn tuổi tuất á cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này cho thấy chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy như có một hố sâu ngăn cách chẳng thể nào xóa bỏ được. Người thì cứng đầu, người thì lầm lì, chẳng ai chịu xuống nước trước, dù vẫn dành tình cảm cho nhau. Nhưng cái tôi quá lớn của cả hai đã vượt lên trên tất cả, khiến cho mối quan hệ chẳng còn mặn nồng như xưa nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày Chủ nhật này. Từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, cát khí lan tràn, chuẩn bị về tinh thần, đoán tin vui về tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, nhận được sự trợ giúp của mọi người trong việc kinh doanh. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, lợi nhuận tăng cao, không còn phải vất vả, cần đua đong đếm từng đồng nữa. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, hãy cẩn trọng hơn nữa khi lựa chọn đối tác làm ăn với mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình cảm xa cách, do cái tôi cá nhân quá lớn, Vài đánh giá của bà tử tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 78, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hỏi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi hỏi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mời Cái điều này sẽ trao cho bạn có được sự sáng suốt và minh mẫn để giải quyết những vấn đề đang còn tồn động. Và thời điểm này, với bạn tuổi hỏi, có thể sẽ tìm ra được những cách thức hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ công việc, hoàn thành các nhiệm vụ vượt thường nhật. Với bạn, đang có thêm được sự tin tưởng từ đồng nghiệp và cả sự đánh giá cao từ cấp trên nữa nhé. Ngoài ra, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hợi, bạn cũng nên quyết đoán và tự tin hơn nữa trong các quyết định của bản thân. Cơ hội không đến quá nhiều lần và bạn tuổi hợi nên nhanh tay nắm bắt chúng khi còn có thể. Kỹ năng về giao tiếp cũng là vấn đề cần phải chú ý. Có thể với bạn tuổi hợi, đây là yếu tố giúp cho các kế hoạch của bạn được thực hiện một cách trôi chảy hơn. Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 21 tháng chạp năm Tân Sửu, ngày này Thiêu Hải thượng là ông nhân thần nằm ở ngón chân, vì vậy với bạn tuổi Hợi nên tránh mọi sự tổn thương va chạm, mổ xẻ, châm chích ở vị trí này. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng chính đồng, Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có thêm sự sáng suốt và minh mẫn để giải quyết những vấn đề đang còn tồn động. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có thể tìm ra được những cách thức hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ về công việc mình đang làm. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên quyết đoán và tự tin hơn trong các quyết định của bản thân mình ngày hôm nay. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có được cơ hội không đến quá nhiều lần nên nhanh tay nắm bắt lấy kịp thời. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy chú ý để cải thiện về kỹ năng giao tiếp của mình tốt hơn và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiết like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày.